ở dưới à? Xem khoai mùa này có được không? Được đấy. Bây giờ review cho anh em cùng xem nhá. Bữa trước xe này từ xưởng về là hai cái bánh đôi thì dưới thì nó sẽ tách ra, kiểu như là nó sẽ tách ra tầm khoảng 5-6 phân gì đấy, rộng rộng, kiểu như là nó vẫn rộng, lốp nó không khít, nó không kẹp vào nhau. Nhưng mà bây giờ anh em nó lại thằng anh nó lại tự cắt cái mâm đi, làm cái lốp nó xít ra bên ngoài một tí, làm bây giờ làm lốp nó hai lốp nó xít vào nhau luôn nhá. Đấy, bây giờ đi thì sợ là chở hàng nặng thì lốp cán lốp thôi, chứ không thì không sao hết nha mọi người. Đấy, đi lên đoạn dốc này, đi lên số 2 nhanh nha. Đó, có khói rồi, khói nhẹ nhẹ rồi. À, đi lên cầu sao à? Đi lên một cầu sao nhá, đến đây vác thằng anh nó thử xem sao không thấy pan thế nào. Công nông Gara Đông Xuân chuyên vui viện mọi địa hình nhá, công nông mái đỉnh.
đường trơn quá, đi từ từ thôi anh ơi. Đường còn rất là ướt nha mọi người. Đấy. Đó, video của mình đến đây là kết thúc nha. Và đến đây sẽ rẽ xuống đây. Xin hẹn gặp lại video tiếp theo của mình nha mọi người. Chắc phải lắp xích đấy. Chắc phải lắp xích đấy. Ồ, chắc bây giờ đi xuống chưa cần đâu. Đi lên đã.